Thưa quý vị, trên thế giới thì chỉ có Uganda, Rwanda và Congo là những nơi cho phép chúng ta có cái nhìn chân thực về loài khỉ đột hay còn gọi là gorilla. Tại Uganda thì loài vật này đang giúp mang về cho đất nước nguồn thu không nhỏ từ khách du lịch. Thế nhưng những điều này hiện nay cũng đang làm dấy lên mối quan tâm về cách thức bảo vệ loài động vật đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng này. Phải mất đến 600 đô la Mỹ, khách du lịch mới có cơ hội tiếp cận gần những con khỉ đột đang sống trong các khu bảo tồn lớn ở Uganda. Chúng tôi sẵn sàng trả tiền vé cao vì chúng ta biết rằng phần lớn số tiền thu về là nhằm tái đầu tư và bảo tồn các loài động vật, trong đó có gorilla. Nguồn thu từ hình thức du lịch này đã mang về cơ hội lớn về mặt kinh tế cho các địa phương. Ngoài thu nhập từ các khách sạn, các cửa hàng lưu niệm và các dịch vụ khác trong các khu bảo tồn, cộng đồng dân cư ở đây cũng nhận được 20% tiền vé vào công viên của du khách. Tuy nhiên, xung đột giữa loài vật này với con người đôi khi vẫn diễn ra. Chúng phá hoại mùa màng và tài sản của con người khi môi trường sống tự nhiên của chúng bị bó hẹp do sự gia tăng dân số. Bên cạnh đó, con người cũng đối mặt với nguy cơ bị truyền nhiễm bệnh từ khỉ đột, trong khi các biện pháp để bảo vệ họ vẫn còn là điều xa vời. Song trong bối cảnh những con khỉ đột đang là biện pháp cứu cánh cho các nghèo ở Uganda, chính quyền nước này chỉ còn cách duy nhất là tăng cường đầu tư nhằm bảo tồn bền vững loài gorilla cũng như tìm kiếm sự chia sẻ từ phía người dân.